Viên uống trị nám Transino được đóng gói với công thức 240 viên. Viên uống trị nám Transino 240 viên giúp xóa sạch các vết nám, thâm, tăng nhan hiệu quả. Ngoài ra sản phẩm còn hỗ trợ làm trắng da, duy trì sắc diện trẻ trung. Viên uống có thể được sử dụng rộng rãi và phù hợp với mọi lứa tuổi. Thương hiệu Transino. Xuất xứ Nhật Bản, Japan. Một viên uống trị nám Transino có đáng tin cậy. Transino là một trong những công ty dược phẩm nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản. Trước đây, các sản phẩm của Transino đã để lại dấu ấn vô cùng tốt trong lòng người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm dưỡng trắng và phục hồi. Hai thành phần viên uống trị nám Transino. Trong viên uống trị nám Transino bao gồm 3 thành phần tranexamic acid cùng vitamin C, lecithin. Đây đều là những chất cần thiết cho hoạt động tái tạo da tự nhiên. Tranexamic acid là thành phần trị nám hiệu quả, có trong công thức của những thực phẩm chức năng trị nám hàng đầu hiện nay. Hoạt chất giúp ngăn chặn hiệu quả sự hình thành của melanin, giảm tình trạng thâm nám nghiêm trọng, giúp cho da sáng màu. Vitamin C chống oxy hóa hiệu quả, ngăn chặn sự già hóa, các vết thâm nám do ánh nắng từ môi trường. Ngoài ra, hợp chất này đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng sinh hóa, kiểm soát hiệu quả hoạt động của tuyến bã nhờn. Lecithin giúp tăng độ đàn hồi của da, giúp sẹo mụn mau lành, làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, viên uống cũng được bổ sung các vitamin cần thiết như vitamin B6, vitamin B5. Đó đều là những thành phần cần thiết cho quá trình sinh hóa thường xuyên của da, góp phần tạo nên hàng rào bảo vệ da tự nhiên. Ba công dụng tuyệt vời viên uống trị nám Transino mang lại: tăng khả năng sản sinh collagen, tái tạo tế bào da mới; giảm tình trạng thâm, nám, sạm; tàn nhang, xóa các khuyết điểm trên da hiệu quả; mang đến làn da trắng đều màu, hạn chế việc hình thành melanin bằng phương pháp sinh hóa; mang đến làn da hồng hào, ngăn cản sự quay lại của các vết mụn, thâm, nám; cân bằng nội tiết tố và tuyến bã nhờn, giúp da luôn thông thoáng, hạn chế mụn hình thành; tạo ra hàng rào bảo vệ tự nhiên, ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn. 4 viên uống trị nám Transino có thể sử dụng cho người đang mang thai hoặc cho con bú. Review thuốc trị nám Transino 240 viên, nhiều người sẽ lầm tưởng rằng sản phẩm không phù hợp với đối tượng bà mẹ mang thai hoặc đang cho con bú. Tuy nhiên, theo quy định y tế tại Nhật Bản, sản phẩm với công thức an toàn hoàn toàn có thể sử dụng cho các đối tượng trên. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn còn băn khoăn có thể tham vấn ý kiến của bác sĩ. 5 liệu trình điều trị nám cùng viên uống trị nám Transino. Viên uống trị nám Transino đóng gói 240 viên phù hợp với liệu trình trị nám 8 tuần. Bạn chỉ cần sử dụng đúng 8 tuần là có thể ngưng sản phẩm mà không gây ra tác dụng phụ gì. Nếu muốn sử dụng thêm một liệu trình, bạn cần ngưng 2 tháng trước khi bắt đầu liệu trình mới.